Bất ngờ trước thành tựu công nghệ siêu thanh của Nga, chế tạo thành công động cơ lượng tử đầu tiên trên thế giới. Các bạn thân mến, có khả năng bay với vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh gấp nhiều lần, xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa hiện có trên trái đất và là loại vũ khí có khả năng thay đổi cán cân chiến lược thế giới. Đó là những gì ta có thể nói về vũ khí siêu thanh mới. Về lĩnh vực này, Nga đang là quốc gia đi đầu. Với việc thử nghiệm thành công động cơ lượng tử có tốc độ 1.000 km/giây, Nga đang tạo ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 21 và khiến cả thế giới phải choáng váng bất ngờ. Những ai hiện vẫn còn suy nghĩ rằng Nga chỉ là cường quốc sống nhờ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt thì đã đến lúc phải suy nghĩ lại. Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao hiện nay Nga là cường quốc quân sự số 1 thế giới. Động cơ phản hấp dẫn, vô hiệu hóa trọng lực xe tăng. Các chuyên gia nghiên cứu của Nga đã thử nghiệm thành công một loại động cơ mà mới chỉ vài năm trước đây thôi, nó chỉ có trong khoa học viễn tưởng. Để loại bỏ những hoài nghi về động cơ lượng tử, người Nga đã cố gắng chế tạo ra một chiếc động cơ không có yếu tố vòng bi. Tờ báo Tipsmark đưa tin, đó là động cơ lượng tử, hay còn được gọi bằng một tên khác là động cơ phản hấp dẫn, có tác động vô hiệu hóa trọng lực của các vật thể như xe tăng, máy bay, tàu chiến, và tạo khả năng chế tạo các phương tiện vận tải chuyển động nhanh gấp hàng ngàn lần so với hiện nay. Tiến sĩ Vladimir Leonov, người từng đoạt giải thưởng quốc gia của chính phủ Nga, người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về lý thuyết siêu liên kết cho biết, mẫu thử nghiệm thành công của người Nga về động cơ lượng tử có hiệu suất mạnh gấp 5.000 lần động cơ tên lửa thông thường, sẽ tạo ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 21, tương tự như cuộc cách mạng công nghệ thông tin trong thế kỷ 20. Thành tựu kỹ thuật này là kết quả vận dụng một lý thuyết khoa học cơ bản hiện đại, được gọi là lý thuyết siêu liên kết do các nhà khoa học Nga xây dựng nên, đưa nước Nga vào vị thế hàng đầu trong lĩnh vực khoa học cơ bản của thế giới. Các nước Mỹ, châu Âu cũng chạy đua nghiên cứu, tạo ra động cơ nhưng xem ra đuối sức. Tiến sĩ Vladimir Leonov cũng cho biết, động cơ lượng tử không cần bộ phận chuyển động để dẫn động bánh xe, cũng không cần các bộ phận như vòng bi, nhưng vẫn chuyển động được theo phương nằm ngang hoặc cất cánh thẳng đứng nhờ nội lực bên trong. Động cơ lượng tử được các nhà khoa học Nga thử nghiệm thành công vào năm 2009. Đến năm 2014, người Nga đã thử nghiệm thành công động cơ có trọng lượng 54 kg, nhưng tạo ra lực đẩy theo phương thẳng đứng với xung lực có cường độ là 500-700 kg, với năng lượng điện tiêu thụ chỉ bằng 1 kW. Với động cơ này, các nhà khoa học Nga đã chế tạo thành công khí tài bay chuyển động với gia tốc lớn gấp 10-12 lần gia tốc trọng trường, chuyển động rơi tự do, nghĩa là lớn gấp 10-12 lần tốc độ rơi tự do của các vật thể trên bề mặt trái đất. Tốc độ khó tin 1.000 km/giây. Tuy nền kinh tế Nga đang bị suy giảm do lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, nhưng nó sẽ phục hồi trong khoảng 2-3 năm tới, bởi Tổng thống Putin còn rất trẻ và đầy quyết tâm. Chúng ta cũng thầm cảm ơn họ vì đã đánh thức tiềm năng khoa học của người Nga nói riêng và cả thế giới nói chung. Theo nhận định của tiến sĩ Vladimir Leonov, các động cơ tên lửa thông thường hiện nay đã đạt tới khả năng giới hạn của kỹ thuật. Đó là điều không tưởng. Kể từ thời Thế chiến thứ hai, tức là sau hơn 50 năm phát triển, xung lực của động cơ tên lửa chỉ có thể tăng từ 220 giây, tên lửa V2 của Đức, lên tới 450 giây, tên lửa Proton của Nga. Còn xung lực của động cơ lượng tử có thể đạt tới hàng chục triệu giây. Vì thế, động cơ tên lửa thông thường có trọng lượng 100 tấn, chỉ chở được tải trọng có ích khoảng 5 tấn với hiệu suất 5%. Còn động cơ lượng tử từ 100 tấn có thể mang được 90 tấn hàng. Như vậy, so hiệu suất của động cơ tên lửa thông thường, hiệu suất của động cơ lượng tử tăng đến 900%. Về tốc độ, động cơ lượng tử có thể đưa khí tải bay chuyển động với tốc độ là 1.000 km/giây, trong khi tốc độ tên lửa thông thường chỉ đạt ở mức tối đa là 18 km/giây. Vì thế, về mặt lý thuyết, với động cơ lượng tử, khí tải bay có thể bay từ trái đất lên sao hỏa trong vòng 42 giờ, tới mặt trăng trong vòng 3,6 giờ. Với động cơ lượng tử, người Nga lại một lần nữa đi đầu trong cuộc chinh phục và khám phá vũ trụ, mở ra một kỷ nguyên mới du hành giữa các vì sao. Năng lượng để cung cấp cho động cơ lượng tử được tạo ra từ phản ứng tổng hợp nhiệt hạch lạnh với hiệu suất lớn gấp 1 triệu lần so với động cơ thông thường sử dụng năng lượng hóa học. Sắp tới đây, các máy bay được lắp động cơ chạy bằng năng lượng tổng hợp nhiệt hạch lạnh có điều khiển sử dụng trong động cơ lượng tử có thể bay từ Moscow tới New York chỉ mất 1 giờ thay vì 10 giờ như hiện nay.
các khí tài bay được lắp động cơ lượng tử có thể chuyển động trong tất cả các môi trường, đường không vũ trụ, dưới biển và trên mặt đất. Giữa lúc chiến sự Ukraine diễn ra căng thẳng, quân đội Nga bắn thử thành công mẫu tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Sharmat RS-28 mạnh nhất thế giới. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một quả ICBM Sharmat RS-28 đã được khai hỏa thành công từ silo ngầm đặt tại sân bay vũ trụ Pleshchka ở tỉnh Akhaleska vào chiều ngày 20 tháng 4 theo giờ địa phương, đến mục tiêu giả định trên bãi thử Kura nằm ở bán đảo Kamchatka. RS-28 Sharmat là hệ thống ICBM hiện đại bậc nhất của Nga, được triển khai trong các hầm phóng silo mặt đất. Tên lửa dài hơn 35 mét, nặng 208 tấn, trong đó có khoảng 180 tấn là nhiên liệu lỏng. Đạt tầm bắn 18.000 km, đủ sức cõng khối đầu đạn nặng 10 tấn lớn nhất thế giới. Với tầm bắn xa và hành trình bay phức tạp, Sharmat gần như không thể bị đánh chặn ở các pha bay đầu tiên. Chưa rõ sức công phá của đầu đạn trên Sharmat, song nó được cho là rất uy lực, có thể xóa sổ một quốc gia nhỏ chỉ với một quả tên lửa duy nhất. Để so sánh, thế hệ tên lửa tiền nhiệm R-36 xa tăng có sức công phá từ 550 đến 750 kiloton mỗi đầu đạn, gấp từ 36 đến 50 lần quả bom thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Tổng thống Putin cho biết, loại vũ khí này sẽ tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang Nga và đảm bảo an ninh cho nước Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài một cách đáng tin cậy. Ngoài những siêu khí tài kể trên, Nga còn sở hữu bộ ba tên lửa siêu thanh đầy uy lực, là mối đe dọa mà mỗi lần nhắc tới, cả phương Tây đều lạnh người. Vũ khí siêu thanh lần đầu tiên được Tổng thống Putin đề cập đến trong chiến lược an ninh quốc gia vào ngày 1 tháng 3 năm 2018. Đích thân Tổng thống Nga thị sát thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh đầu tiên trên thế giới là Avangard, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đến năm 2019, Nga đã triển khai tổng cộng 31 bệ phóng hệ thống tên lửa Ra và Avangard đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu. Dựa trên cơ sở hệ thống tên lửa phòng không S-200, Liên Xô đã chế tạo thành công tên lửa bộ siêu thanh Kolot. Vào năm 1991, tên lửa này được thử nghiệm thành công đạt vận tốc là Mach 5,75, tức là 6.500 km/h. Nhưng Liên Xô tan rã khiến dự án đình trệ. Sau này, Nga tiếp tục phát triển dự án phương tiện lượn siêu vượt âm là Ju-71, chính là tiền thân của Avangard. Avangard được thử nghiệm vào khoảng giữa tháng 2 năm 2015 tới tháng 6 năm 2016 trên tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100UTTKH. NATO định danh là SS-19 Stiletto, phóng từ căn cứ không quân Dombrovskoye, tỉnh Orenburg. Khi đó, Avangard đã đạt tốc độ là 11.200 km/h và đánh trúng mục tiêu ở bãi thử Kura tại Kamchatka Krai. Trong lần bắn thử vào ngày 26 tháng 12 năm 2018 từ bãi thử Khombarovskoye tại miền Nam Nga, Avangard đã đánh trúng mục tiêu giả định cách địa điểm phóng là 6.000 km ở bãi thử Kura tại bán đảo Kamchatka. Khi đó, Nga công bố rằng Avangard đạt tốc độ gấp 27 lần tốc độ âm thanh, tức là tương đương với 33.000 km/h, khiến nó trở nên không thể bị đánh chặn. Tiếp đó, Nga phát triển tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinzhan, hay còn gọi là dao găm, với độ chính xác cao, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa, cộng với tốc độ bay rất nhanh, được trang bị cho máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K và máy bay ném bom Tu-22M3. KH-47M2 Kinzhan có tầm bắn hơn 2.000 km, vận tốc siêu vượt âm đạt tới Mach 10 và có khả năng thực hiện các thao tác thay đổi quỹ đạo để né tránh phòng không đối phương ở mọi giai đoạn khi bay. Hãng Reuters đưa tin, tên lửa Kinzhan được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến của Mỹ và NATO cũng như các hệ thống tên lửa chiến lược của đối phương ở khu vực châu Âu, phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO và các mục tiêu trên đất liền gần biên giới Nga. Kinzhan là tên lửa đạn đạo kiểu mới, không bay theo quỹ đạo cố định mà có thể thay đổi quỹ đạo bay liên tục. Do đó, các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo không thể tính toán được quỹ đạo bay của nó, khiến việc đánh chặn là gần như không thể. Đơn vị quân đội đầu tiên được trang bị KH-47M2 Kinzhan được thành lập tại quân khu phía Nam nước Nga vào tháng 12 năm 2017. Tháng 2 năm 2019, phi hành đoàn các máy bay tấn công MiG-31K mang tên lửa KH-47M2 Kinzhan đã thực hiện hơn 380 chuyến bay huấn luyện bằng tên lửa,
trong đó ít nhất 70